Bạn là người tiếp tục bước vào vòng 2 của chương trình cùng với Lan Phương. Hai bạn hãy nắm tay nhau bước vào. Trước khi nắm tay nhau, đừng đừng trở thành cái đẹp nắm hoài. Cái này để cũng lo tức à. Trước khi nắm tay nhau, xem lại đáp án của chương trình. Đúng vậy, chân của các con gà đã được thay đổi. Và bạn Hà Trinh, hồi nãy chị đã nhấn với em là phần nào của con gà thì em cho chị cái móng gà. Phải chứ em đổi màu chân gà là được không? Không, chỉ có cái chân mà chị, cái móng với cái chân nó giống nhau mà cho chị. Cho ta có cái móng không à. Xem thử tách kế tiếp của chương trình. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Ồ, lần đầu tiên anh ấy đã làm được cái điều tôi mong ước. Tăng Nhật Tuệ, em muốn nói gì? Em không có gì để nói ngoài đáp án. Ồ, ở giữa tự nhiên nó mọc ra một cái cục. Một cái cục mọc từ cái thanh cái dài nó mọc ra một cục. Cái cục hay là hai cục? Bình thường thì cái thanh này không có cái cục nào. Sau khi chú chíu biến hóa xong có một cái cục suy ra, đấy chính là sự thay đổi. Vỗ tay. Vỗ tay các bạn. Tay cả mình nữa. Bạn chốt lại một lần nữa là cái thanh nó mọc ra một cái cục đúng không?